Mô Phật, mình bắt đầu ha. Hôm trước là mình đi xong cái phần là các cấp độ của nhân cách rồi. Nhân cách tồn tại cấp 3 cấp độ. Cấp độ cá nhân, cấp độ liên cá nhân và cấp độ siêu cá nhân. Hôm nay mình sang cái phần tiếp theo, đó là cấu trúc của nhân cách. Thì cái phần này chúng ta đọc thêm trong tài liệu. Về phần cấu trúc này chúng ta đọc thêm trong tài liệu ha. Chỉ nói lướt ở chỗ đó là cái nhân cách theo cái quan điểm của phương Đông và phương Tây á, thì nó cũng có một số cái khác biệt. Ví dụ như là với cái ảnh hưởng của Nho giáo, thì cái nhân cách của cái người nam á, theo cái quan điểm của Nho giáo, đó là giống ví dụ như là gì, nhân nghĩa lễ trí tín rồi đó, thì cái đó nó thuộc về cái quan điểm, cái ảnh hưởng của cái Nho giáo. Thì coi như trong trường hợp đó, thì ở cái quan điểm của phương Đông thì nó cũng có nhiều cái cách tiếp cận để mà người ta đề cập đến cái nhân cách. Còn ở Việt Nam của mình á, thì cũng có một cái quan điểm, ví dụ như là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ngài quan niệm về cái nhân cách nó là sự kết hợp giữa đức và tài, cái cấu trúc của đức và tài. Vậy thì nói về nhân cách không có nghĩa là chỉ có nói đến đạo đức không, mà cả yếu tố về phẩm chất, về năng lực nữa. Như hôm trước mình có đề cập đó, là nhân cách là tổ hợp các cái thuộc tính tâm lý của cá nhân, thuộc tính tâm lý ổn định của cá nhân. Thì cái tổ hợp các thuộc tính này nó không chỉ nằm ở cái phương diện đạo đức, mà nó nằm ở cái phương diện về mặt năng lực nữa. Vì vậy nên là thì ngài mới nói rằng là người có tài mà không có đức là người vô dụng, mà cái người mà có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Vậy thì cái nhân cách được gọi là hoàn thiện thì có nghĩa là nó cần phải có sự kết hợp với đức và tài. Và cấu trúc đức và tài là cũng là một cái cấu trúc về nhân cách. Ở người Việt Nam mình thì có cái quan điểm đó. Đối với cái nền tâm lý học phương Tây á, thì nó có nhiều cái quan điểm về cái nhân cách. Ví dụ như là cái ông Kretschmer và ông Sheldon này, ông đưa ra cái quan điểm là cái tiếp về tiếp ngoại hình. Có nghĩa là ông cho rằng là gì, cái ngoại hình của mình nó ảnh hưởng đến cái đặc điểm tâm lý, cái nhân cách của cái người đó. Và ông đưa ra rằng là có ba cái kiểu, cái kiểu hình. Cái kiểu thứ nhất là cái kiểu người mập mạp. Cái người mập mạp này á, thì ông cho rằng là nó cái người này có cái nội của cái hệ tiêu hóa tốt, là thích ăn uống, người mạnh mẽ, thoải mái, khoan dung và thích được yêu thương và tán dương. Còn cái người mà người ta gọi là người cơ bắp á, cái người cơ bắp thì có cái cơ bắp và xương lớn và đa số là thích hoạt động, quyết đoán, đam mê quyền lực và mạo hiểm và rất là hiếu chiến. Còn cái người mà người ta gọi là ốm yếu á, người mảnh khảnh á, thì cái đặc điểm đó là yếu đuối, không thu mình trong các cái tiếp xúc xã hội và có tính nghệ sĩ, có khả năng tự kiềm chế tốt và có thiên hướng là hoạt động trí tuệ hay mơ mộng. Thì cái quan điểm này họ cho rằng là gì, cái ngoại hình của mình nó ảnh hưởng đến cái nhân cách của cái người có cái ngoại hình đó. Và mỗi một cái ba cái kiểu hình thầy thì cái nhân cách nó khác nhau. Thì cái học thuyết này người ta lại quá đề cao đến cái yếu tố sinh học, cái yếu tố cơ thể. Vậy thì không thể nào tôi năm ngoái tôi ốm á, từ nay tôi lên 5-7 cân, tôi lên 10 cân, cái nhân cách tôi nó thay đổi. Vậy nó nguy hiểm quá. Và nhân cách mà chúng ta học, chúng ta hiểu đó là những cái ổn định, những cái thuộc tính bản chất. Mà bây giờ chỉ vì chuyện lên cân mà nhân cách nó thay đổi thì cái kiểu này nguy hiểm, không? Đó, nên là cái đây là một trong những cái quan điểm về nhân cách. Tuy nhiên, nó quá đề cao cái yếu tố về mặt cơ thể. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai đó là cái học thuyết về phân tâm. Đây cũng là cái học thuyết mà mình cũng đã đề cập đến một số cái vấn đề. Thì cái học thuyết này thì do cái một bác sĩ tâm thần của người Áo. Ông cũng là một trong những cái nhà tâm lý học rất là nổi tiếng và nó ảnh hưởng đến cái nền tâm lý học của thế giới. Đó là ông Sigmund Freud. Tiếng Việt mình có thể đọc là ông Freud. Một số tài liệu người ta phiên dịch ra đó là Freud. Thì quan điểm của Freud khi ông đề cập đến cái yếu tố về nhân cách, thì ông cho rằng là nhân cách là cái sự kết hợp và sự đấu tranh giữa ba cái yếu tố là cái ID, cái ego và cái super ego. Cái ID là những gì nó thuộc về yếu tố bản năng, thuộc về yếu tố bản năng.
và nó bản chất của nó đó là cái yếu tố về về dục tính và cái sự gây hấn đó. Và cái ID này nó có hoạt động theo cái nguyên lý của nó là nguyên lý khoái lạc, nó tìm kiếm cái sự thoải mái, thỏa mãn các cái nhu cầu mang tính bản năng của cơ thể, và nó nằm hoàn toàn ở cái cấp độ vô thức. Và trong cái con người của chúng ta, cái ID này tiếng Việt dịch ra được gọi là cái ấy, thì nó có khuynh hướng đó là nó đòi thỏa mãn tất cả những cái gì mà nó cảm thấy nó muốn để nó có thể đem lại cái trạng thái khoái lạc, cảm thấy cảm giác dễ chịu đó. Thì cái đó nó thuộc về cái đòi hỏi của cái ID. Với cái cấp độ thứ hai đó là cái super ego. Cái super ego này đó là cái hay còn gọi là cái siêu tôi. Cái này nó hoạt động theo nguyên lý lý tưởng. Theo nguyên lý lý tưởng có nghĩa là cái gì hướng đến sự thánh thiện, sự thanh cao thì nó đòi hỏi như vậy, và nó theo những cái nguyên tắc chuẩn mực nhất định. Cái nguyên tắc chuẩn mực này ở một đứa trẻ khi nó sinh ra nó không có. Có nghĩa là khi một đứa trẻ nó sinh ra là nó hoàn toàn nó chỉ có cái ấy không thôi, cái ID thôi. Vì nó sao? Chỉ biết cái gì? Khóc, bú mẹ, biết khóc, biết la thôi. Chứ nó không có cái biết là nó phải nên làm như thế nào, không nên làm như thế nào. Thì lúc này cái super ego này, cái siêu tôi này nó chưa có hình thành. Tuy nhiên đứa trẻ dần dần lớn dần lớn dần, và thông qua cái tương tác với người lớn, với người bố và người mẹ và cái người nuôi dưỡng, thì bắt đầu người lớn sẽ giúp đứa trẻ nhận ra cái điều gì được làm, cái điều gì không được làm. Vậy thì cái siêu tôi, cái super ego bắt đầu được thiết lập, ở đứa trẻ. Và lớn hơn một tí nữa bắt đầu đứa trẻ lĩnh hội nhiều hơn nhiều các cái quy tắc chuẩn mực đạo đức xã hội từ ba mẹ, từ người thân, rồi đi đến trường lại tiếp tục được thiết lập, rồi ra xã hội được xã hội họ thiết lập theo những cái chuẩn mực đạo đức, giá trị xã hội, pháp luật vân vân. Tất cả những cái đó bắt đầu nó hình thành nên cái siêu tôi, cái super ego, và cái này nó hướng đến sự thánh thiện. Vậy thì nó hai cái này và cái ID nó đối nghịch lẫn nhau. Một bên là nó đòi hỏi sự thánh thiện, thanh khiết, không lương thiện, còn một bên là nó đòi hỏi là gì? Bất chấp tất cả, nó không cần quan tâm đến những cái đó, nó chỉ cần biết là gì, đem lại cái sự thoải mái và dễ chịu cho nó là được. Vậy thì trong nhân cách của mỗi con người, theo quan điểm của cái trường phái phân tâm, thì họ cho rằng là gì? Luôn có cái sự đấu tranh giữa cái bản năng, giữa cái ID này và cái super ego, và đây là một cái cuộc chiến mà có thể rằng nó dẫn đến cái nhân cách của con người nó có sự khác biệt giữa người này và người kia. Nếu trong trường hợp cái ấy mà nó quá trội thì cái người này họ có khuynh hướng họ sống bản năng và họ tập trung vào thỏa mãn các yếu tố dục. Dục mà ông Freud ông đề cập ở đây nó không phải là yếu tố tình dục không, mà cái dục này ông đề cập đến nó mang yếu tố tính chất những cái yếu tố mà ham muốn đem lại sự thoải mái dễ chịu, chứ không chỉ cái yếu tố tính dục. Và theo ông thì cái quan điểm của ông về tính dục nó khác ở chỗ đó là cái quan điểm khác đó là cái dục này nó những cái hành vi cử chỉ thân mật, cái nó thể hiện qua cái hành vi cử chỉ, cái ý nghĩ nó cũng là yếu tố dục, chứ không phải chỉ có khi mà nó người ta quan hệ về tính dục thì lúc đó nó mới có cái tính dục. Vậy thì nếu mà cái người mà có cái khuynh hướng đó là cái bản năng quá mạnh thì người này cái nhân cách của họ sẽ bốc đồng và họ khó kiểm soát được, nên thường những người này họ khó kiểm soát về hành vi của họ, khó kiểm soát và có thể gây ra những cái ảnh hưởng đến các tương tác xã hội. Ví dụ cái này chúng ta thấy rất là rõ, ví dụ như ở một số cái trường hợp cái hiện tượng loạn luân chẳng hạn, về đó về mặt đạo đức xã hội là nó không có được chấp nhận, không được chấp nhận, và về pháp luật nó cái siêu tôi nó cũng không có chấp nhận. Nhưng mà về cái ID nó luôn luôn nó thôi thúc cái bản năng của nó và nó phải thực hiện điều đó, và chính vì vậy nên là cái người có nhân cách mà cái ID mạnh thì lúc đó nó sẽ gây ra những cái yếu tố bất ổn, và cái nhân cách của người này nó ảnh hưởng phần lớn là yếu tố bản năng và cái yếu tố gây hấn này rất là nhiều. Ngược lại nếu trong trường hợp mà cái siêu tô nó quá quá mạnh và nó có thể khống chế được cái ID thì cái người này họ sống theo một nguyên tắc chuẩn mực đạo đức rất là rõ ràng. Thì trong trường hợp hai bên này nó đấu tranh lẫn nhau để nó giành sự kiểm soát thì lo âu nó xuất hiện như một hệ quả. Vậy lo âu là hệ quả của cái đấu tranh giữa cái ID và cái super ego, giữa cái bản năng và cái sự thanh khiết. Hai cái này nó đánh nhau, nó đấu tranh nhau thì lập tức cái lo lắng nó xuất hiện. Nó như một cái hệ quả khi mà con người ta một bên muốn thôi thúc cái bản năng, nó thôi thúc là phải làm đi, phải làm cho bằng được, còn một bên là nó ngăn cản lại, thì khi người ta bị
người ta mong muốn làm một cái điều gì đó mà nó trái với luân thường đạo lý, trái với cái sếp ego, thì người ta bị cái sếp ego này nó hiện diện và nó không được làm, thì nó lại nảy sinh cái mặc cảm tội lỗi. Và cái mặc cảm tội lỗi thì lúc đó là cái lo âu xuất hiện, và lo âu xuất hiện thì bắt đầu người ta sẽ dẫn đến các cái cơ chế để mà khống chế cái sự lo âu này. Ta lấy ví dụ, khi một đứa trẻ nó có cái sự đấu tranh giữa cái ham chơi và cái nguyên tắc của người lớn thiết lập trong cái việc mà nó phải đi học, nó phải tuân thủ các cái quy định của gia đình, của người bố, người mẹ. Thì một bên là ông bố bà mẹ là đại diện cho cái siêu tôi, và đứa trẻ thì cái sự ham chơi, những cái điều mà nó muốn, đó là cái đại diện cho cái ID. Và hai cái này nó đấu tranh lẫn nhau. Thì đứa trẻ nó biết rằng là nó không có được làm cái điều đó, nhưng bản năng của nó thôi thúc là nó vẫn cứ muốn làm. Nhưng khi mà nó thôi thúc lên thì lập tức nó cảm thấy nó lo âu, khi mà nếu nó làm điều này nó sẽ bị phạt, nếu nó làm điều này nó sẽ bị không có được thương, nếu nó làm điều này nó sẽ bị đánh giá chỉ trích là không có hiếu thảo, là người không có tốt. Và bản thân của nó rất muốn nhưng sợ làm, và lo âu xuất hiện nếu nó làm. Và trong trường hợp này, cái nếu thực sự cái tôi là cái mà nó cân bằng giữa cái yếu tố cái ấy và cái siêu tôi, giữa cái ID và cái super ego á, thì cái ego này nó sẽ cân bằng được, nó điều hòa được cái mối quan hệ này, nó hoạt động theo nguyên lý thực tế, căn cứ trên sự đòi hỏi của cái ID và sự kiểm duyệt của cái super ego. Thì trong trường hợp này cái tôi nó kiểm soát được thì nhân cách người đó nó hài hòa. Còn nếu mà nó bất lực trong cái việc kiểm soát một trong hai cái trên thì rõ ràng nó sẽ rơi vào hai cái khuynh hướng là quá thánh thiện hoặc là quá bản năng. Đã. Vậy thì khi đứng trước cái bản năng mạnh như vậy, và khi nó chạm đến cái sự đòi hỏi, cái sự khắc khe của cái super ego, thì cái cảm giác tội lỗi, cái lo lắng nó xuất hiện, và bắt buộc người ta phải sử dụng một cái số cái cơ chế nào đó để làm hạn chế, làm dịu đi cái sự lo âu này, bằng cách người ta có thể dồn tất cả những cái lo lắng, những cái bực bội, những cái khó chịu khi mà người ta không thỏa mãn được xung năng của cái ID. Bắt đầu người ta dồn vào, đó là một cái cơ chế. Và ông Freud cũng gọi cái trường hợp này là người ta dùng các cơ chế phòng vệ về mặt tâm lý. Thì cái cơ chế phòng vệ về mặt cơ thể thì chúng ta thấy là khi một người họ đứng trước một cái nguy hiểm thì thường là người ta sẽ tìm cách bảo vệ, bảo toàn cái mạng sống. Ví dụ mình bình thường mình nhảy qua cái đoạn kênh đó, không bao giờ mình nhảy nó qua bên kia bờ, nhưng mà bị chó nó rượt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sao? Nhảy một phát là quăng qua bên kia, mà bây giờ cho có bao nhiêu, cho làm kiểu gì, làm đi làm lại làm cũng được, nhưng mà chó nó rượt thì phăng một phát là qua được. Thì trong cái tình huống như vậy đó, thì về mặt cơ thể thì nó xảy ra cái cơ chế người ta gọi là cơ chế là phản ứng chống chạy. Có nghĩa là một, đứng trước nguy hiểm thì não bộ của chúng ta, các hoạt hóa chất thần kinh bắt đầu nó sẽ tăng tiết đổ vào, làm cho máu chạy nhanh hơn, không, nhiệt độ tăng lên, không, làm cho nó, người nó bắt đầu nó hăng máu lên để nó chống đối với lại cái đối tượng mà gây ra nguy hiểm cho mình. Đã. Thì lúc đó là gì? Nó tăng hết nguồn lực để bảo vệ, bảo toàn cái mạng sống của cơ thể. Thì trong trường hợp đó là phăng một phát là nó qua. Còn trong trường hợp là coi như là cảm thấy là mình cái cơ thể của mình mà mình nhận thấy rằng là cơ bộ là đánh nó lại đó, thì lúc này là chạy, cái là né cái sự nguy hiểm đó để bảo toàn cái mạng sống. Đó là về mặt thực thể, về mặt sinh học, bản năng, về mặt cơ thể. Về mặt tâm lý cũng vậy, đứng trước một cái tình huống mà gây ra sự lo lắng, mình sẽ tìm mọi cách để mà giảm thiểu cái sự lo lắng đó đi. Đây là cái sự phản ứng tự vệ một cách tự nhiên về mặt tâm lý. Có nghĩa là khi tôi làm một cái điều gì đó sai trái với lại cái chuẩn mực thì bắt đầu tôi sẽ cảm thấy sao? Tội lỗi, cảm thấy lo lắng, người ta sẽ biết điều đó. Và tôi cảm thấy tội lỗi với cái điều mà tôi đã được thiết lập trước đây, cái giá trị chuẩn mực mà tôi được thiết lập. Và cái này nó xuất hiện thì bắt đầu tôi phải tìm cách tôi khống chế cái lo lắng, cái cảm giác tội lỗi này. Thì các cơ chế phòng vệ ra đời như một cái cách để mà có thể giảm thiểu sự lo âu và bảo vệ cái đời sống tâm lý của con người. Và cái cơ chế phòng vệ này không phải tự nhiên một đứa trẻ nó có, mà ngay từ lúc nhỏ, chính trong tương tác với người lớn, người bố và người mẹ tương tác với đứa trẻ, cho phép đứa trẻ được bộc lộ hay không bộc lộ bản thân của nó, hoặc là bắt đứa trẻ phải chịu đựng trong cái tương tác với họ, thì đứa trẻ tự dưng học được cái cách để mà kiểm soát điều đó. Nếu ông bố bà mẹ mà bắt đứa trẻ này chịu đựng thì đứa trẻ này vốn nó đã chịu đựng trong cái thời thơ ấu rồi, và bây giờ nó chịu đựng như là một cái hệ quả, một thói quen trước đây nó từng lặp đi lặp lại
Điều này giải thích tại sao khi một người họ luôn luôn cảm thấy run, cảm thấy lo sợ khi đứng trước đám đông. Vì sao? Vì cái nỗi sợ này nó đã xuất hiện từ trước đó. Theo phân tâm, những năm đầu đời, trong các tương tác mối quan hệ đầu tiên, nó không an toàn. Và bản thân con người trong cái tình huống đó, họ đã dồn cái sự lo lắng, dùng cơ chế dồn nén để giảm thiểu cái sự lo lắng trong cái tương tác đó. Họ đã có kinh nghiệm về điều này. Và cái này nó được lặp đi lặp lại. Và bây giờ khi đứng trước một tình huống tương tự thì cái lo lắng đó nó lại xuất hiện. Nó đánh động, nó làm cho cái lo lắng đó xuất hiện. Và con người ta lại tiếp tục sử dụng cơ chế dồn nén. Như vậy thì cái cơ chế phòng vệ vốn ban đầu nó có tác dụng là bảo vệ cái sự trọn vẹn, cái sự toàn vẹn, sự bình ổn của đời sống tâm lý. Bây giờ nó trở thành một cơ chế duy trì lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc, trở thành bệnh lý. Có nghĩa là khi một người trong cái mối quan hệ với ông bố bà mẹ nó không nói được tiếng nói của mình, đứa trẻ nó phải dồn ngược vào bên trong. Nó có trở thành hình thành nên cái cơ chế phòng vệ là dồn nén. Đứa trẻ này tiếp tục dồn nén trong cái đời sống với lại ông bố bà mẹ. Nhưng khi trong các tương tác khác nó tiếp tục nó dồn như vậy, nó dồn không thể dồn được nữa thì trầm cảm, đặc biệt là cảm xúc giận dữ mà nó dồn thì trầm cảm đến như một hệ quả. Nên mấy cái người mà bị trầm cảm, một trong những cái cơ chế phòng vệ họ sử dụng đó là dồn cái giận dữ vào bên trong. Nên là cái người này khi mà làm việc thì phải tháo để cho họ nói ra, phá cái cơ chế đó, không có dùng cái cơ chế đó nữa. Nên chúng ta thấy nó cũng giống như một cái loại thuốc giảm đau vậy đó. Bình thường đau thì uống và nó giảm đau, nhưng mà uống riết thì nó cũng có tác dụng, mà nó sinh ra là gì, nó hư nội tạng. Thì cái cơ chế phòng vệ cũng vậy. Ban đầu vốn nó giúp mình dồn đó là để mình giữ được cái mối quan hệ đó, để cái tương tác nó diễn ra được tốt. Nhưng khi mà dồn nhiều như vậy thì nó trở thành bệnh. Vậy thì bây giờ cần phải chuyển đổi cái cơ chế đó. Có người thì họ dồn ngược vào bên trong, có người thì họ phản ứng ra luôn, chống lại luôn. Là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, người ta gọi là cái cơ chế phản ứng ngược. Có nghĩa là bên trong thực sự rất là đau đớn và giận dữ, nhưng bên ngoài nó cười hề hề, nó không có gì hết, rất là vui vẻ với người đó. Nhưng thực chất nó dùng ngược cái cảm xúc thực vào bên trong. Cảm xúc bên ngoài bộc lộ ra chỉ là để giữ gìn cái mối quan hệ đó, nó để nó khỏi mít lòng, khỏi làm người ta phật ý, khỏi làm người ta đau khổ thôi. Chứ thực ra người ta rất đau đớn. Vậy thì cơ chế đó được gọi là cơ chế phản ứng ngược. Cơ chế mà cảm xúc thực đang được dồn bên trong và cảm xúc đối lập được bộc lộ ra để tương tác với người khác. Vậy thì cái việc này lâu ngày nó cũng giống như cơ chế dồn nén dẫn đến bệnh lý. Rồi trường hợp là người ta dịch chuyển sang một cái cơ chế, một cái hoạt động khác, lỡ đi. Có nghĩa là ai nói mình lỡ đi, mình không có như không nghe. Không, đừng có quan tâm tới nó, lỡ đi để khỏi phải đối diện với nó. Còn trường hợp nữa đó là gì? Người ta chuyển di sang một số cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là thay vì đối diện với chính mình đau khổ thì người ta tiến một việc gì đó, người ta đầu tư vào cái việc đó và người ta không còn thời gian để người ta nhận ra sự đau khổ đang hiện diện trên họ. Đó, thì đó là cái cơ chế mà người ta chuyển di sang cái một cái hướng khác. Rồi cũng có trường hợp là người ta phóng chiếu. Thay vì nói rằng là tôi ghét người ta thì lại giờ nói là gì? Người ta ghét tôi. Nhưng thực chất là mình ghét người ta chứ không phải là người ta ghét mình. Nhưng mà mình không có muốn thừa nhận cái điều đó, mình đẩy cái đó cho đối phương. Đó, vân vân. Thì ông Freud ông nói rằng là gì? Khi có sự đấu tranh giữa cái ấy, cái ID, cái superego, cái ego, cái tôi này nó không làm nhiệm vụ là người trọng tài phân xử được, cân bằng hài hòa được, thì nhân cách nó sẽ bị thiên về cái nào mạnh hơn. Và cái nào mạnh hơn thì nó sẽ dẫn đến cái bộc lộ nhân cách của người đó cũng không giống nhau. Nhân cách nó hài hòa khi cái tôi nó cân bằng được cái mối quan hệ giữa hai cái này, căn cứ trên sự đòi hỏi của cái ấy, thỏa mãn một số nhu cầu của cái ấy, đồng thời cũng phải để cho cái siêu tôi phải hoạt động để mà chấp nhận được cả hai cùng tồn tại, thì cái con người đó là một nhân cách hài hòa. Vậy thì nhân cách theo quan điểm của phân tâm học đó là sự đấu tranh trong nội tại giữa ba thành tố, cái ID, cái ego và cái superego. Và lo âu xảy ra như một hệ quả khi có sự đấu tranh giữa cái bản năng và cái sự thánh thiện. Và con người ta phải dùng các cơ chế phòng vệ để giảm thiểu sự lo âu. Nhưng việc sử dụng cơ chế phòng vệ này lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu cho đến hiện tại tạo nên trạng thái quá tải và không thể tiếp tục dồn nữa, không thể sử dụng được nữa, dẫn đến là gì? Con người ta bệnh lý, con người ta không còn thể tiếp tục sử dụng nó nữa và cần phải thay đổi cái cơ chế này
thì trong tâm trí nó mới trở lại trạng thái bình thường. Đó. Và ông Fry ông nói rằng là gì? Sở dĩ tâm lý của con người ta nó ảnh hưởng bây giờ nó như vậy là không phải tại bây giờ, mà tại cái thời thơ ấu. Những cái mối quan hệ đầu tiên, những cái tổn thương trong quá khứ, nó là nguyên nhân sâu xa của những bất ổn hiện tại. Và theo quan điểm của phân tâm là để điều trị tâm lý cho một người, có nghĩa là phải tái cấu trúc toàn bộ nhân cách của người đó. Có nghĩa là phải đi ngược lại quá khứ, phải rà soát lại xem trong cái bối cảnh nào, trong bối cảnh đó nó xảy ra cái tương tác gì, nó xảy ra sự kiện gì, và sự kiện đó nó ảnh hưởng đến cái người đó như thế nào. Và không phải làm lại cái này. Nên điều trị theo cái phương pháp này thực sự nó tốn thời gian rất là nhiều và phí tổn rất là cao. Đó, nó phải làm lại từ đầu hết. Đó. Và cái có thể trong cái chuyện mà cái mối quan hệ trong các cái giai đoạn phát triển nhân cách của một con người ở từ thời thơ ấu đến hiện tại, nó xảy ra cái hiện tượng người ta gọi là thoái lùi hoặc là cấm chốt. Thoái lùi là một cái trạng thái khi mà đang trên cái lộ trình phát triển mà mình không có chịu đựng được nổ trước những cái đau khổ, các căng thẳng, cái áp lực của cái độ tuổi hiện tại. Mình phải lùi ngược lại, mình làm một đứa trẻ để mình khỏi phải đau khổ. Muốn vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ không chịu lớn thì nó khỏi phải đối diện với những đau khổ của người lớn. Đây là hình thức thoái lùi. Trường hợp thứ hai, nó cấm chốt tại đó, nó không lớn nữa. Có nghĩa là thân xác nó lớn, tuổi tác theo ngày tháng nó lớn, nhưng tâm trí đóng tại chỗ, không cho lớn. Vì lớn thì phải làm người lớn, mà làm người lớn thì phải đối diện quá nhiều việc, mà đối diện quá nhiều việc chịu không nổi, không xử lý được, đau khổ nên không muốn lớn. Đó là cấm chốt tại chỗ. Vậy thì Fry á, thì ông lại nhấn mạnh và ông đề cao cái yếu tố bản năng, yếu tố về tính dục. Nên ông cho rằng cái sự phát triển nhân cách của một con người nó trải qua 5 giai đoạn, và 5 giai đoạn này ông gọi là 5 giai đoạn phát triển tâm lý tính dục. Cái này nó hơi nhạy cảm nhưng mà có lẽ mình học mình phải nắm cái này ha. Sự phát triển nhân cách theo quan điểm này nó sẽ trải qua 5 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là được gọi là giai đoạn môi miệng. Thì ông gọi là giai đoạn môi miệng tại vì giai đoạn này đứa trẻ sinh ra nó hoạt động chủ nó chỉ là bú và đứa trẻ có khuynh hướng là có cái gì nó cũng đưa vào miệng, nó ngậm hết. Nó ngậm, nó đưa vào miệng hết. Và chúng ta để ý chúng ta thấy là đứa trẻ nó có người mẹ hoặc là người thân mình có sử dụng cái núm vú vẽ đó để cho đứa trẻ nó ngậm á. Thì Fry gọi nó là ở giai đoạn này khoái cảm tập trung ở khu vực miệng và chính vì vậy nên đứa trẻ có khuynh hướng ngậm hoặc là đưa vào miệng để thỏa mãn cái nhu cầu là tạo ra khoái cảm cho mình. Vậy thì cái dục của một con người nó không phải đến khi con người ta trưởng thành nó mới có, mà ngay khi mà sinh ra, khi mà đứa trẻ nó sinh ra thì ở giai đoạn 0 đến 1 tuổi này thì đã có cái yếu tố dục nó đã hoạt động rồi và nó có khuynh hướng đem lại cảm giác hài lòng thì nó cứ nó làm. Và điều này dẫn đến tình trạng là có một số đứa trẻ khi mà chúng ta thấy nó lớn rồi nhưng mà đứa trẻ nó cứ ăn cơm nó cứ ngậm hoài, nó không chịu nuốt. Thì Fry ông giải thích là tại vì cái việc ngậm vậy đó nó tạo ra được cái khoái cảm ở môi miệng, nó tạo ra sự thoải mái nên nó cứ nó ngậm nó không nuốt để nó đem lại cái cảm giác hài lòng và thoải mái. Đó. Và ở trong giai đoạn này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng người ta là gắn kết an toàn hay là gắn kết không an toàn. Nếu một đứa trẻ trong cái mối quan hệ này mà nó gắn kết bà mẹ hoặc là người nuôi dưỡng với nó gắn kết quá tuyệt vời và quá tốt thì dẫn đến đứa trẻ nó phụ thuộc vào mối quan hệ này luôn. Và nó muốn giữ lại ở giai đoạn này và không qua cái giai đoạn khác. Đó, nó giữ lại cái giai đoạn gắn kết này. Tuy nhiên nếu ngược lại một bà mẹ mà bị bỏ rơi hoàn toàn cái đứa trẻ đó, không quan tâm đứa trẻ đó, gắn kết không an toàn, đứa trẻ nó sẽ không có cảm nhận được cái tình thương, ngay từ nhỏ nó đã không cảm nhận được tình thương. Và đứa trẻ này lớn lên người ta nói nó cái gì nó cứ trơ trơ, nó không cảm nhận được tình thương của người mẹ hoặc là người thân dành cho nó. Nó cảm xúc nó trơ. Ai nói thì nó cứ nghe vậy thôi, nhưng mà nó nhìn hành động vậy thôi, nhưng nó cảm nhận được tình thương hay không, nó khóc hay không thì nó không, nó trời trời nó không khóc không đòi hết, nó cũng cảm động gì hết. Đó, thì thông thường cái tình trạng bị bỏ rơi nó rơi vào cái thái cực đó. Và đứa trẻ trong những tình huống này mà nếu mà nó lập hội gia đình á thì rất là cực kỳ nguy hiểm, vì nó không cảm nhận được tình thương nên nó cũng chả biết cách bộc lộ yêu thương và yêu thương người khác như thế nào hết, thì coi như là nó chỉ sống vậy thôi. Đó, cái vô tâm của một cái người mà gọi là đã làm hết những cái việc đã là cần làm xong trong nhà mình á, nó khác với lại cái tình trạng bệnh lý của cái người này nha. Cái này vô tâm cũng là vô tâm, nhưng vô tâm này là bị bỏ rơi mà có, và không có biết, không có cảm nhận được cái gì hết. Đó, thì nếu đứa trẻ nó bị cấm chốt ở giai đoạn này, đứa trẻ luôn có khuynh hướng phụ thuộc vào người mẹ, và
khi đứa trẻ lớn nó không tách ra được cái sự phụ thuộc này. Điều này dẫn đến một cái khái niệm mà hôm trước mà thầy đã nói là cái khái niệm đó là khái niệm bà mẹ vừa đủ của Winnicott nói. Một bà mẹ mà thỏa mãn tất cả các nhu cầu của con dẫn đến trạng thái lệ thuộc vào người mẹ, đứa con đó cũng phát triển không ổn. Một người mẹ bỏ rơi nó thì dẫn đến tình trạng cũng là đứa trẻ phát triển không ổn. Nên bà mẹ có những lúc cần phải thỏa mãn nhu cầu của con, có những lúc phải tạo ra sự hụt khẩn khi nhu cầu của nó không được thỏa mãn, để đứa trẻ cảm nhận được rằng nó không phải là đứa trẻ toàn năng, muốn là được. Bây giờ được, có lúc được, có lúc không. Và chính cái sự hụt khẩn đó tạo nên trạng thái trưởng thành của đứa trẻ, và đứa trẻ đã cân bằng, phát triển cân bằng. Nên Winnicott có khái niệm là bà mẹ vừa đủ. Từ khái niệm bà mẹ vừa đủ dẫn đến các mối quan hệ cũng vậy. Nó cũng có lúc phải được, cái lúc không được. Thì lúc cái người đó trong cái mối quan hệ họ mới hiểu được rằng là gì. Lúc nhờ mình được, lúc nhờ không được, thì người ta phải chấp nhận điều đó. Còn nếu mà lúc nào nhờ cũng phải được liên tục, dẫn đến tình trạng là gì? Nó lệ thuộc vào cái mối quan hệ đó. Ngay trong cái mối quan hệ đời thường của mình nó cũng vậy rồi. Đó. Và ngay trong cái lĩnh vực mà tình yêu cũng vậy. Người yêu vừa đủ, người vợ vừa đủ, người chồng vừa đủ. Tức là có những lúc nó phải hụt hẫn, nó phải đau khổ, để người ta phải trưởng thành trên cái đó thì người ta mới cân bằng được. Còn nếu không nó sẽ rơi vào trạng thái lệ thuộc. Và rơi vào trạng thái lệ thuộc thì coi như là dính đó, mắc đó. Và đứa trẻ lại đi tìm kiếm một mối quan hệ để tiếp tục duy trì cái lệ thuộc đó. Có nghĩa là cái sự gắn kết này nó ngay từ lúc 1 tuổi, nhưng khi đứa trẻ nó khoảng cỡ 18, 19, 20 hoặc 30 tuổi rồi, nó lại đi tìm một cái đứa người yêu mà nó giống mẹ mình, có trưởng thành, nó phải chín chắn, nó phải sâu sắc, nó phải đảm đang, nó phải giỏi như mẹ nó. Vậy thì hình thức của nó ở độ tuổi là 20 mấy 30 tuổi, nhưng thực chất nó bị cắm chốt ở giai đoạn đầu tiên, không lớn được về tâm lý. Quý vị hiểu chỗ này không? Nó đi tìm kiếm một người yêu, nhưng thực chất cái người yêu đó là đóng vai trò là gì? Là bà mẹ. Như thầy nói trước đây đó. Vậy thì thực tế tâm lý nó bị cắm chốt ở giai đoạn này, giữ ở giai đoạn này. Đó. Rồi. Khi đứa trẻ nó vượt qua cái giai đoạn này, khi đứa trẻ nó được thỏa mãn các nhu cầu, và có những lúc nó không thỏa mãn các nhu cầu này, đứa trẻ nó vượt qua được, nó hiểu được, nó chấp nhận được và nó cân bằng được, đứa trẻ sẽ bước sang cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn hậu môn. Tại sao giai đoạn này ông được gọi là Freud gọi là giai đoạn hậu môn? Vì giai đoạn này khoái cảm tập trung ở cái cơ hậu môn và việc kiểm soát việc đi tiểu. Đứa trẻ ở độ tuổi này, người lớn bắt đầu nghiêm khắc với nó trong cái chuyện là ngồi bồ, đi tiểu phải đúng giờ. Và đứa trẻ bắt đầu không có còn mặc bỉm nữa, không còn mặc bỉm nữa mà mỗi lần đi vệ sinh là phải gọi mẹ. Không gọi mẹ là không đi tiểu ra là tiểu dầm là bị đánh. Đó. Vậy thì cái việc mà đứa trẻ nó đi nó đại tiện như vậy đó, thì cái đứa trẻ nó nghịch chứ phân. Là tại vì sao? Vì nó cái đó là sản phẩm đầu tiên mà nó tạo ra, tức là bản thân nó tạo ra được mà. Bản thân nó tạo ra được nên bắt đầu nó sang, đó là sản phẩm của nó, nên nó cứ nó nghịch, nó phá, nó cho nó cái đó là sản phẩm của nó nên nó thích, nó nghịch. Và khi nghịch như vậy thì người lớn lại ép nó vào khuôn khổ, bắt đứa trẻ là phải sạch sẽ và phải như thế này, phải như thế kia, quá khắt khe, và phải kiểm soát cái cơ chế đi vệ sinh sao cho nó sạch sẽ, để nó đúng. Thì đứa trẻ bắt đầu ức chế vì không làm được cái điều mình muốn. Cái sự dồn nén ở lúc này nó đã có, và một bên giữa cái muốn của nó, một bên là sự khắc chế của người lớn. Thì trong trường hợp này, nếu mà quá khắc khe trong việc hướng dẫn đi vệ sinh, đứa trẻ nó sẽ không vượt qua giai đoạn này được, và sau này đứa trẻ nó có cái tính chất là thô lỗ, cộc cằn, gây hấn, và cái tính gọi là keo kiệt bủn xỉn. Nó xuất phát từ cái việc ở chỗ là gì? Phải kiểm soát lại mọi thứ. Và Freud ông giải thích rằng một người keo kiệt, bủn xỉn, một người thô lỗ, hay chọc giận người khác, hay gây hấn, hay tấn công người khác, không phải tự nhiên mà có, mà tại vì trong giai đoạn này bị kiểm soát việc đi vệ sinh quá mạnh, dẫn đến cái giai đoạn này nó bị mắc kẹt ở đây luôn, nó không có vượt qua được. Nhưng có những đứa trẻ nó qua cái giai đoạn này rất là dễ. Ba mẹ rất là nhẹ nhàng trong việc kiểm soát đi vệ sinh, và đứa trẻ cũng có căng thẳng thì nó qua cái giai đoạn này một cách rất là êm. Đó. Và lớn hơn nữa, đó là bước sang cái giai đoạn tiếp theo, đó là ông gọi là giai đoạn dương vật. Giai đoạn dương vật là cái giai đoạn mà tại sao ông sử dụng cái tên này? Tại vì khoái cảm ở giai đoạn này nó xuất hiện trong khoảng từ 3 đến 4 hoặc cho đến 5 đến 7 tuổi á.
thì khoái cảm nó tập trung ở cái cơ quan sinh dục. Mặc dù lúc này cơ quan sinh dục nó không có chức năng về mặt sinh dục, nhưng khoái cảm nó có, và chính vì vậy nên đứa trẻ có khuynh hướng sờ vào cơ quan sinh dục nhiều hơn. Và ở giai đoạn này nó cũng có một cái hiện tượng, hai cái phức cảm mà Freud ông gọi là cái phức cảm Oedip và cái phức cảm Electra. Cái phức cảm Oedip là cái phức cảm mà nó liên quan đến đứa bé trai. Ở giai độ tuổi này, thường đứa bé trai nó sẽ cực kỳ gắn bó với mẹ, giống hệt như tình nhân. Giống như hai người đó là một cặp vậy đó. Nên người ta mới nói là gì? Con gái là mối tình của, trước đây của cha, rồi con trai là cái mối tình trước đây của mẹ. Không phải tự nhiên người ta nói cái câu đó, mà tại vì trong cái độ tuổi, ở cái giai đoạn này, thì sự gắn kết đối với cái người khác giới nó diễn ra rất là rõ ràng. Và giống như một cặp tình nhân vậy, nó quấn cha và nó quấn mẹ như thế. Và khi đứa trẻ, đứa con gái nó quấn cha và nó muốn độc chiếm người cha này, và nó loại người mẹ nó ra khỏi cái mối quan hệ, nó không thích mẹ đó, mà nó xem mẹ nó là đối thủ. Nhưng mà tức là cái mặc cảm mà nó muốn loại bỏ mẹ đó, thủ tiêu người mẹ đi để gắn bó với cha đó, thì trong vô thức Freud ông nói bản chất của đứa trẻ nó thực ra nó đã có cái điều này. Và đứa trẻ nó sợ hãi khi mà nó nghĩ đến cái điều đó, nó lo lắng và nó sợ hãi khi nó nghĩ đến điều đó, vì người mẹ rất là lớn chứ không nhỏ với nó. Freud gọi đó là cái phức cảm Electra. Thì đứa bé nó sẽ nhận ra rằng là gì, nó nhìn bản thân của nó và nó nhìn cái đứa con trai, nó nói rằng ủa sao là mình không có cơ quan sinh dục giống như đứa con trai, không có trái ớt giống nó. Vậy là có lẽ là do mình muốn loại bỏ người mẹ mình nên mình bị thiến rồi. Tại cái suy nghĩ đó của mình nên mình bị thiến, nên đứa trẻ nó sợ hãi. Nếu đứa trẻ sau đó đứa trẻ nó đồng nhất hóa với cái người mẹ trong mối quan hệ với bố, thì lúc đó đứa trẻ nó sẽ vượt, có nghĩa là gì, nó sẽ là mẹ nó và nó muốn như mẹ nó. Thì lúc đó cái cơ chế đồng nhất hóa nó dẫn đến cái đứa trẻ đồng nhất mình và mẹ và trong mối quan hệ với bố, thì đứa trẻ này nó vượt qua được cái khủng hoảng này và nó không có cái sự ngăn cách, sự khó chịu với cái người khác giới của nó là người mẹ nó. Ngược lại đứa bé trai thì nó lại gắn bó với mẹ và nó xem ông bố là một người rất quyền lực, và đó là đối thủ, là tình địch của nó. Và bây giờ nó nghĩ đến cái chuyện mà nó làm sao nó loại cái người này, đó là cả một vấn đề. Và nó lo lắng, nó cảm thấy nó sợ hãi khi mà nó làm điều đó. Và nó nhìn Freud, nó là nó nhìn nó đứa bé gái, nó nói ủa sao cái con bé này nó không giống mình, mình rõ ràng mình không giống nó, mình có trái ớt, nó không có trái ớt. Vậy là do mình suy nghĩ đến chuyện này nên dẫn đến là gì, nó suy nghĩ đến chuyện này dẫn đến là nó bị thiến rồi. Nếu mình tiếp tục mà mình nghĩ như vậy là có nguy cơ mình bị thiến. Và đứa trẻ nó sợ hãi, nó lo lắng, và đứa trẻ bắt đầu chuyển sang cái cơ chế đồng nhất hóa là nó sẽ là bố nó và nó là bố nó. Thì nó trong cái tương tác với mẹ thì đứa trẻ đó nó vượt qua cái giai đoạn này. Và ở giai đoạn này Freud nói rằng là các cái vấn đề bất ổn về tâm lý nó thường xảy ra và nó ảnh hưởng nhất là ở giai đoạn này. Thì thông thường khi mà điều trị về phân tâm thì người ta thường đi lại cái thời quá khứ, đi ngược lại thời quá khứ để người ta xem xét cái vấn đề này trong các cái tương tác trong những năm đầu đời. Vậy thì cái việc mà đồng nhất hóa, thăng hoa, vân vân, các cơ chế này sẽ làm cho đứa trẻ nó vượt qua cái giai đoạn này, những cái khủng hoảng này. Sau đó đến khoảng độ tuổi 5 đến 7 tuổi cho đến trước dậy thì, có nghĩa là đứa trẻ nó trước khi nó dậy thì, ở giai đoạn này tất cả những cái ham muốn về mặt bản năng, về tính dục nó rơi vào trạng thái tiềm ẩn, nó không hoạt động nữa. Đứa trẻ tập trung vào các cái hoạt động học tập và trang bị các cái kỹ năng cho cái đời sống trong tương tác xã hội. Vì vậy nên là nó không có cái yếu tố nào đặc trưng, nên ông đặt cái giai đoạn này là giai đoạn tiềm tàng. Và cho đến khi mà đứa trẻ bắt đầu dậy thì bắt đầu ham muốn về tính dục bắt đầu trỗi dậy. Và lúc này đối tượng của một đứa trẻ nó là một cái người khác giới, chứ không phải là giống như trước đây nữa, là đối tượng cụ thể và nó thỏa mãn cái nhu cầu tính dục thông qua cái việc quan hệ tính dục đó. Vậy thì Freud cho rằng là gì, trên cái lộ trình phát triển nhân cách của một con người, yếu tố tính dục nó chi phối toàn bộ cái tiến trình này, và việc cắm chốt hay thoái lùi ở một giai đoạn nào đó trong cái tiến trình phát triển này dẫn đến bất ổn về mặt tâm lý và nhân cách của người đó bị ảnh hưởng. Ví dụ khi đứa trẻ nó thực sự nó đang ở cái tuổi độ tuổi này thì đối tượng với nó là một cái người khác giới, nhưng mà đứa trẻ nó không phải vậy, mà nó muốn gắn bó với người mẹ của nó và nó không có thích người khác, nó chỉ có mẹ thôi, mà nó giữ cái mối quan hệ đó
Và thậm chí dù nó có tìm bạn gái cũng chỉ để thay thế hình ảnh người mẹ, chứ không phải là thực sự là một mối quan hệ với lại tương ứng với cái độ tuổi của nó. Đó. Vậy thì cái quan điểm của cái trường phái phân tâm, mà phân tâm cổ điển theo cái quan điểm của Freud, đó là gì? Yếu tố tính dục. Yếu tố tính dục nó chi phối đến cái đời sống tâm lý, đến nhân cách của cái người đó. Sau này các tác giả khác lần lượt họ không có chấp nhận đến cái chuyện này và họ đề cao một số cái giá trị khác. Ví dụ như ông Adler chẳng hạn, ông đề cao đến cái yếu tố bù trừ và siêu đẳng. Có nghĩa là gì? Tôi là một cái người là có thể là tôi sẽ không có đẹp xinh đẹp, tôi không có vẻ bề ngoài bắt mắt, tôi không có xinh trai đẹp gái gì hết, nhưng mà tôi học rất là giỏi. Thì người ta sẽ chỉ tập trung vào cái việc tôi học giỏi, chứ người ta không có quan tâm đến nói chuyện là tôi không có đẹp. Các vị hiểu chỗ này không? Và chính cái sự bù trừ này nó ảnh hưởng đến nhân cách của người đó, hoặc là sự siêu đẳng của họ. Siêu đẳng là cái trường hợp mà người đó họ bị nói ngọng, nhưng họ phải vượt qua bản thân và họ trở thành một cái nhà hùng biện, và người ta chỉ biết đến cái người này là một người hùng biện chứ không phải là một người nói lắp như trước đây. Đó, họ vượt qua cái sự khó khăn đó. Và sau này thì ông Jung thì ổng đề cập đến cái chuyện là vô thức tập thể. Ông cho rằng là cái yếu tố về mặt vô thức mà bản năng và tính dục nó chỉ đóng vai trò một phần, còn ngoài ra đó là vô thức của cộng đồng, của cả một cái cộng đồng người, nó chi phối đến đời sống tâm lý của người đó, dẫn đến nhân cách của người đó bị chi phối, chứ không phải là do chỉ yếu tố bản năng về tính dục của người đó thôi. Đó, thì đó là cái quan điểm của cái học thuyết về phân tâm. Đây là một trong những cái học thuyết mà thực sự nó ảnh hưởng rất là lớn, người ta phản đối cũng rất là nhiều, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nền tâm lý học và các quan điểm trong cái văn học hay là một số cái xã hội học hay một số cái ngành học khác. Thì thực sự nếu mà mình quay trở về mình thấy á, thì mình sẽ nhìn nhận ra là những cái yếu tố này nó thực sự hiện diện trong đời sống, chứ không phải là không. Hiện nay các cái bệnh viện mà ở Việt Nam mình á, nó chịu cái sự chi phối của cái nền tâm lý học của Pháp á, thì họ vẫn chịu sự chi phối của cái trường phái phân tâm này. Và người ta vẫn điều trị theo cái ảnh hưởng của cái học thuyết này rất là lớn. Và những cái trường hợp người ta nhìn nhận, người ta quay lại, người ta thấy rằng đứa trẻ không phải tự nhiên nó như vậy, mà đó là một cái chuỗi của quá trình phát triển. Và cái chuỗi đó, thời thơ ấu là một trong những lý do tạo nên cái tiền đề cho cái bất ổn hiện tại. Vì vậy nên cần phải quay trở lại làm lại cái thời thơ ấu, phải tìm hiểu lại, phải rà soát lại và phải hoàn tất những cái điều chưa hoàn tất trong quá khứ. Đó, thì có những cái trường hợp mà nếu mình quay trở về á, mình quay trở về với mình thấy ra dần dần mình thấy ra, thì những cái gì mà trong thời thơ ấu của mình thực ra nó không có mất đi đâu hết á. Thực ra nó không có mất. Những cái đó nó còn lưu lại hết chứ nó không có mất. Cái này là một cái thực tế. Trước đây á, thì khi mà thầy tìm hiểu á, thì thầy nghĩ rằng là cái thời thơ ấu của mình nó không có thể nhớ được. Nhưng khi sau này khi mà thầy hành thiền và thầy hướng dẫn thiền thì thầy nói không đúng. Tất cả nó đều lưu lại hết. Và có những vị thiền sinh họ đến một cái giai đoạn là những cái gì trong thời quá khứ nó cứ hiện lên như một cái bộ phim vậy. Thấy rõ từng chi tiết và nhớ tất cả các cái chi tiết đó, chứ không phải là nó mất đi. Đó. Vậy thì tại vì bên ngoài của mình nó quá nhiều thứ đi, mình không có thấy được, mình chưa có thấy được, chưa quay về mình thấy. Rồi nó thấy dần dần, nó cứ nó nhạt, nó mờ dần, bắt đầu nó sao? Những cái gì thông tin đó nó mới rõ dần. Giống như một cái kho nhà, cái kho để chứa cái đồ, nhà kho để chứa những cái đồ mà không xài nữa. Có cái gì chúng ta cũng quăng vô đó, quăng hết vô đó. Thì cái kho đó nó quá hỗn độn đi. Và bây giờ sao? Muốn tìm một vật nào trong đó thì nó rất là khó. Bây giờ mà muốn là sao? Muốn mà nó ngon lành, nó muốn phải tìm dễ thì cái kho đó phải mở khóa được, không? Rồi thứ hai nữa là sao? Phải dọn dẹp, sắp xếp, gọn gàng hết và lấy ra nhận diện từng cái. Thì lúc đó là sao? Mới thấy biết được cái gì nó ở bên trong. Thì có trường hợp là người ta mô tả lại, người ta hỏi, cái cô đó có hỏi thầy là bây giờ em ngày xưa á, em không có nhớ là cái thời thơ ấu đối với em không nhớ gì cả. Nhưng giai đoạn gần đây nó giống như một cuộn phim. Lên, lần lượt nó lên và em quan sát nó là nó lên. Và em nhớ lại cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ nó như thế nào thì nó giống như một bộ phim vậy. Nên tất cả những cái đó nó lưu hết chứ nó không có mất. Thật sự nó không có mất. Vậy thì mình qua cái học thuyết đó, học thuyết phân tâm.
mình sẽ đến một cái lý thuyết khác. Cái lý thuyết này người ta quan tâm đến các đặc điểm nhân cách thay vì chú trọng đến thời thơ ấu, chú trọng đến yếu tố bản năng và cái sự gây hấn nó và cái lộ trình phát triển tâm lý tình dục. Thì các cái nhà tâm lý học ở của phương Tây, một số nhà tâm lý học ví dụ như Abbott hoặc là Cattell hoặc là Eisen, thì ông quan tâm đến yếu tố là các cái dấu hiệu đặc trưng, các cái người ta gọi là các cái đặc điểm nó thể hiện qua cái con người đó. Thì bắt đầu người ta sẽ liệt kê, thống kê một số cái đặc điểm. Ví dụ như là ông cho rằng là cái nhân cách nó cấu thành từ cái những cái đặc điểm, những cái nét tính cách, ví dụ như là nét nhân cách như là thông minh, dối trá, nhạy cảm, liều lĩnh, thủ đoạn v.v. Những cái này nó bộc lộ cái nhân cách của một con người. Đó. Cứ như thế và lần lượt thì ba cái tác giả này họ đưa ra các cái bản kiểm kê nhân cách của Eisen có những cái loại nào, rồi cái trắc nghiệm nhân cách của Cattell và cái những cái lý thuyết và cái trắc nghiệm nhân cách của Kerr và của Costa. Thì cái này là những cái bản này thông thường người ta để xác định được cái nhân cách của mình nó thuộc cái nào. Ví dụ như Eisen chẳng hạn thì ông chia ra cái nhân cách gồm có hướng nội và hướng ngoại. Thì người hướng nội hướng ngoại nó có đặc điểm gì thì bắt đầu người ta đánh vào các cái bản trắc nghiệm đó và người ta xác định mình thuộc hướng nội hay là hướng ngoại. Đó, cái này chúng ta sẽ đọc thêm thôi. Sang một cái học thuyết nữa, đó là cái học thuyết về cái nhân văn. Cái quan điểm về nhân văn thì họ lại đề cao và tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của con người. Có nghĩa là họ chấp nhận cái quan điểm là nhân chi sơ tính bổ thiện. Có nghĩa là con người có khuynh hướng tốt đẹp, sinh ra đã tốt đẹp rồi. Và họ đó đủ có đủ tiềm năng để có thể tốt đẹp và họ có thể thay đổi bản thân họ. Tại vì lúc đó nó khó khăn nên họ không có thấy ra được. Họ không có vượt qua được cái khó khăn đó mà họ dẫn đến cái bất ổn mà thôi. Còn thực chất khi họ nhìn lại, họ thấy ra dưới sự trợ giúp của người khác thì họ tự họ vượt qua được cái, và cũng chính họ là cái người giải quyết vấn đề của họ chứ không phải người khác giải quyết thay cho họ. Thì trong trường hợp này nó có hai cái tác giả rất là tiêu biểu, đó là ông Kerr Roger. Cái quan điểm của ông Kerr Roger nó khá là giống với lại cái quan điểm của Đức Phật. Quan điểm của Đức Phật ở chỗ đó là cái tư tưởng về cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai. Có nghĩa là cái quan điểm của ông đó là gì? Cái khi mà một người họ có khó khăn về mặt tâm lý và họ đến họ gặp mình thì họ mới là cái yếu tố chính chứ không phải là cái người trợ giúp. Bản thân họ, thân chủ trọng tâm, lấy là họ làm trung tâm chứ không phải lá nhà điều trị làm trung tâm. Và ông cho rằng con người ta có đủ tiềm năng để có thể vượt qua cái khó khăn đó. Và với ông, khi tiếp cận với những người này, ông chấp nhận cái con người của họ một cách vô điều kiện, trung thực chấp nhận. Vô điều kiện, không bình phẩm, không có chỉ trích, đánh giá, phán xét gì với họ hết, mà chấp nhận họ như họ đang là như thế nào, họ không chấp nhận cái đó. Và ông chỉ tập trung vào now and here, chỉ có ở đây và ngay bây giờ. Ông không quan tâm đến chuyện quá khứ, nó khác với lại cái anh phân tâm. Ông Freud, ông nói là gì? Phải đi về cái thời quá khứ để khám phá ra những cái bất ổn, những cái sự kiện, những cái đau khổ mà con người ta đã trải qua. Thì ngược lại, cái ông Kerr Roger này, nhà tâm lý học thuộc trường phái nhân văn của Mỹ này, ông chỉ biết là now and here thôi, chỉ có ở đây và bây giờ, còn những cái khác ông không quan tâm đến nó. Vậy thì khi người ta đến, người ta muốn nói cái gì thì ông cứ để cho người ta nói. Ông không có bắt người ta nói về cái chuyện quá khứ hay là nói chuyện tương lai. Tuy nhiên, nó khác với cái quan điểm ở của mình, đó là cái gì? Cái này nó trụ trên hiện tại, nó trụ trên hiện tại. Còn cái của nhà mình đó là gì? Trong cái bài kinh nhắc dạ hiền giả cái gì đó, quá khứ không truy tìm, đúng không? Tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Cái với cái trường phái này là gì? Nó trụ trên hiện tại. Quý vị hiểu chỗ này không? Còn cái mà trong cái bài kinh nhất dạ hiền giả đó là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại nhưng mà là tuệ quán, có nghĩa là gì? Thấy nó như đang là thôi, chứ không phải là coi như là trụ trên nó. Không phải bám giữ hiện tại, mà cái gì diễn ra ở hiện tại thì cứ thấy và biết ở hiện tại thôi, là tuệ tri, ở mức độ tuệ tri. Nên cũng không trụ ở quá khứ, không trụ ở tương lai, mà cũng chả trụ ở hiện tại luôn. Hiện tại nó như thế nào thì để nó như vậy. Không trụ ở hiện tại, không trụ vào đâu cả. Chỉ có cái hiện tại, biết nó đang diễn ra như thế nào, vậy thôi. Nó khác ở chỗ cái tư tưởng này của ông Kerr Roger này, nó vẫn là cái tư tưởng tiến bộ hơn nhiều cái tư tưởng cái thời kỳ bây giờ, nhưng nó vẫn là yếu tố của bản ngã và trụ trên cái hiện tại, mắc kẹt trong cái hiện tại đó. Còn cái tư tưởng của Đức Phật nó là không trụ quá khứ, không trụ tương lai, mà cũng chả trụ hiện tại luôn, không có trụ vào đâu cả,
không có an trú vào đâu cả. Đó. Rồi, đó là cái quan điểm đầu tiên của cái tác giả đầu tiên là ông Carl Rogers. Cái người thứ hai đó là ông Maslow. Ông Maslow thì ông lại quan tâm đến yếu tố nhu cầu. Ông cho rằng con người của mình nó có một cái hệ thống nhu cầu, rất nhiều loại nhu cầu. Tại một thời điểm ngồi ở đây, nhưng con người ta có cực kỳ một là cái nhu cầu mà người ta phải học, mình phải có nhu cầu học, mình học để mình mở mang cái tri thức, để mình có nhiều cái tri thức hơn. Đó là một nhu cầu thực tế. Hai là cái nhu cầu mà mình phải học để mình qua cái môn này. Thứ ba nữa đó là mình phải lấy được cái bằng, là cái nhu cầu thứ ba, chứ mình không thể nào tức là mình học không được. Thứ tư là mình phải lấy học bổng. Mình phải lấy học bổng. Cái thứ năm nữa là gì, tới buồn ngủ lắm, thực sự bây giờ là muốn ngủ chứ không có muốn học, nhưng mà phải đi học. Nên là rồi gì nữa, thích thoải mái, nhưng mà bây giờ ngồi ở đây phải căng mắt ra, bây giờ không có muốn mà phải ráng gồng lên. Vậy thì tại một thời điểm ông cho rằng con người chúng ta có rất nhiều nhu cầu, nó hiện diện và nó chi phối đến cái đời sống tâm lý của mình. Và nhân cách của một người nó phụ thuộc vào cái việc là họ đang ở cái thang bậc nhu cầu nào và chi phối đến cái đời sống đó. Nên cái việc thỏa mãn các nhu cầu trong cái hệ thống thang bậc nhu cầu nó dẫn đến nhân cách của người đó khác với nhân cách của người khác. Thì lát nữa mình sẽ nói đi tìm hiểu khám phá cụ thể là con người mình có những cái loại nhu cầu gì và nó chi phối mình như là sao. Đó. Thì Maslow quan tâm đến cái hệ thống nhu cầu. Một cái học thuyết nữa đó là học thuyết về cái học tập xã hội của Bandura. Bandura thì nhấn mạnh đến cái yếu tố về mặt cái môi trường tự nhiên, mà đặc biệt là môi trường xã hội, nó ảnh hưởng đến cái nhân cách của một con người. Ví dụ cái Bandura cho rằng là gì, đứa trẻ học một cách tự nhiên thông qua cơ chế bắt chước một cách ý thức hoặc vô thức, và chính cái điều này là cơ chế học tập dẫn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của một con người. Ví dụ một đứa trẻ sinh ra nó không biết gì cả, nhưng chính cái tương tác của bố mẹ nó và nó, những lời nói của ông bố bà mẹ được sử dụng như thế nào, trong tình huống nào, thì đứa trẻ lĩnh hội một cách tự nhiên, nhập tâm một cách tự nhiên, và đứa trẻ đó sử dụng trong những tình huống tương tự. Nên chúng ta thấy là có trường hợp những đứa trẻ mà nó nói những câu mà người lớn không thể bụm cái miệng nó lại được. Vì sao? Vì trong tình huống đó ba mẹ nó nói. Bây giờ đúng cái tình huống đó thì nó phát ra cái câu đó, chứ nó không có biết nó là cái gì hết trơn á. Nó chỉ biết là trong tình huống đó thì nó nói thôi. Đó. Vậy thì cái câu nói đó từ đâu ra? Từ ông bố bà mẹ nói. Bây giờ nó được dùng trở lại mà thôi. Vậy thì đứa trẻ, những gì nó có phải là bản thân do nó tạo ra không? Không. Do cái môi trường xã hội tương tác với người lớn và hành động của người lớn làm cho đứa trẻ học tập thông qua cơ chế bắt chước. Như vậy, người lớn phải cẩn thận, nếu không thì người lớn đang đầu độc con mình mà không có biết. Quý vị có hiểu chỗ này không? Ví dụ, ông bố và bà mẹ có thói quen là thích uống trà sữa. Và bà mẹ, mỗi lần mà ông bố nói đi mua trà sữa uống, bà mẹ bà nói dẹp, không có uống nữa. Uống riết là coi như là bệnh. Đứa trẻ nó nghe cái cụm từ là dẹp, bây giờ không có uống nữa. Lần sau, bố nó nói là gì? Đi mua trà sữa uống, lập tức nó nói là gì? Dẹp, không có uống gì hết. Đó. Vậy cái câu mà dẹp, không uống gì hết, từ đâu mà ra? Từ bà mẹ nó học từ bà mẹ của nó nói. Nên chúng ta đừng có trách một đứa trẻ tại sao là nó có những cái câu nó không có hợp lý, và tại sao một đứa trẻ nó ngỗ nghịch hay là nó hỗn. Và cái ngỗ nghịch và cái hỗn của nó ở đâu ra? Từ người lớn mà ra. Thì chả phải bây giờ mình đem mình đè đầu nó ra, mình trị một trận nữa, mình đánh cho nó một trận nữa, mình chửi cho nó một trận nữa, chả phải là mình bất công quá với nó sao? Đáng lẽ mình phải quay lại mình nhìn mình, là chính mình tạo ra sự bất ổn của đứa trẻ. Và cái người cần điều chỉnh đó là chính mình, để đứa trẻ nó tập nhiễm lại cái tương tác đó, và nó hình thành nên cái đặc điểm đó, cái ngôn ngữ đó ở nó. Vậy thì bây giờ cái đời sống này bao nhiêu người nhìn thấy được rằng chính mình tạo ra bất ổn ở một đứa trẻ, hay là chỉ thấy rằng đứa trẻ bất ổn là tại nó ngỗ nghịch, nó không nghe lời, mình lại nói rằng là tại vì nó là nghiệp của nó, đúng không? Tại chủng tử của nó. Nhưng mà thực chất cái chủng tử đó cũng là do mình tạo ra, chứ ai nữa tạo ra nữa,
chính mình góp phần nên tạo nên cái đặc điểm đó trên cái nhân cách con người của đứa trẻ. Mà mình không chịu thay đổi mà mình bắt đứa trẻ phải thay đổi, đau khổ vậy đó. Đó, nên là thầy làm nhiều cái ca nó ngộ lắm. Ông bố đem tới, bà mẹ đem tới là bây giờ thầy phải làm sao, thầy phải trị cho nó, tôi thì thay đổi nó giùm cái đầu nó tôi, chứ bây giờ nó ngổ nghịch tôi không có chịu nổi. Nhưng mà người ta quên mất rằng chính người ta tạo nên cái sản phẩm đó. Mà nhiều khi mình giúp người ta nhận ra cái là người ta nổ đó lên. Tôi nói thầy nói sao chứ tôi có làm gì đâu. À, vậy thì chỉ khi nào mà mình quay trở về mình thấy là mình đã làm cái gì á, thì mình mới biết là mình đã cho đứa trẻ cái gì. Còn thực ra mình nhiều khi mình hướng ra bên ngoài á, mình không có thấy bên trong. Nên ngoài thế gian, một người ở trong thế gian, một người có trí tuệ, một người tri thức là một người học nhiều và có nhiều kiến thức, biết nhiều thứ ở ngoài đời, ở trong cái đời sống. Còn đối với trong nhà mình, cái người mà trí thức thật sự là người có trí tuệ là cái người hiểu mình, quay trở về hiểu mình, chứ không phải là người học nhiều. Quý vị có thông chỗ này không? Nó có sự khác biệt về cái khái niệm trí tuệ ở trong thế gian và ở xuất thế gian. Ở thế gian đó là hiểu biết nhiều, cái gì cũng biết hết, nói cái gì cũng biết. À, cái đó là thế gian, là cái trí tuệ, cái trí thức của thế gian. Còn cái trong nhà mình đó là gì? Hiểu rõ bản thân mình, thấy mình càng nhiều thì người đó có trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ của thế gian. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mình là đi làm ngược lại điều đó, là mình đi lấy cái trí tuệ của thế gian. À, cái đau khổ là cái đau khổ đó đó. Nên một người mà hiểu đúng nghĩa và nếm được cái pháp của Đức Phật thì hai chữ tỳ kheo không có ông tiến sĩ nào bằng hết. Còn cái người mà họ không hiểu được điều đó thì họ vẫn cứ muốn đi lấy tiến sĩ, mà cái đó cũng chẳng thua gì hết. Nói cho nó vui thôi chứ nó không có giải quyết được cái vấn đề gì hết. À, nên nhưng mà một người mà nếm được rồi, thấy được ra cái gì đang diễn ra và có thể an lạc, có thể bình an dù chuyện gì đến, thì lúc đó người ta hướng dẫn người khác dễ dàng lắm. Và người ta hướng dẫn một cách rất dễ dàng, vì cái đó là cái đoạn đường người ta đã đi qua, và người ta thấy rất rõ đoạn đường đó người khác cũng đang đi qua, và người ta biết người ta sẽ kẹt ở chỗ nào. Còn cái kia người ta nói hoàn toàn là trên lý thuyết, mà cái lý thuyết đó là do cái tưởng của người ta về cái chuyện đó, có nghĩa là người khác nói cho họ và họ làm sao tiếp tục lại dùng cái đó đi nói với người khác. Vậy sản phẩm đó cũng toàn là của người khác chứ không phải của mình. Nên trong trường hợp này người ta nói là có kiến thức mà không có tri thức, có nghĩa là chưa nếm nó và chưa trải nghiệm trên cái thân và cái tâm của mình. Nên cái đó cũng phải là mình nói thật sự, à, nó cũng chỉ là tưởng thôi. À, vậy thì cái thực sự cái điều mà đối với một cái việc trong nhà mình đó, đó là cái trí tuệ đó là phải quay về chứ không phải hướng ra bên ngoài. Đó, cái đó là cái sự khác biệt. Và Bandura ông còn nhấn mạnh đến cái yếu tố nhận thức của con người, ví dụ như cái suy nghĩ, cái cảm tưởng, cái kỳ vọng của con người nó cũng ảnh hưởng đến cái hành vi và nhân cách. Đã, vậy thì có rất là nhiều cái trường phái họ quan tâm đến cái việc là nhân cách của một con người nó được ảnh hưởng và nó được hình thành, nó được phát triển như thế nào. Đã, đó là một số cái thôi ha, mình nói một số cái thôi chứ bây giờ là nhiều lắm, thực sự rất là nhiều. Nó có nguyên một cái học phần gọi là tâm lý học nhân cách, nó phân tích cái cấu trúc nhân cách của một con người theo rất là nhiều cái trường phái. Mỗi một cái trường phái họ có một cái cách lý giải không có giống nhau. Đó thì tâm lý học họ lý giải cái này rất là nhiều trường phái, thì nó cái môn này nếu mà học chuyên sâu thì nó mới vô cái này. Ở đây mình chỉ nói một số cái trường phái thôi. Bây giờ mình sẽ quan tâm đến một cái cấu trúc nhân cách theo quan điểm của Valiot. Thì ông cho rằng là gì, đây là một nhà tâm lý học của người Nga Liên Xô cũ, và ông cho rằng nhân cách của một con người nó bao gồm bốn cái thuộc tính cơ bản. Bốn cái thuộc tính cơ bản, đầu tiên là xu hướng, hai là năng lực, ba là tính cách và bốn là khí chất. Vậy xu hướng là cái gì? Xu hướng là cái hệ thống động cơ tạo ra lực cho con người để mà con người có cái động lực để mà hành động. Xu hướng gọi cái gì? Nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan, niềm tin. Những yếu tố này đều tạo ra lực cho con người. Ví dụ con người ta có nhu cầu, khi ở có trạng thái thiếu hụt người ta phải xuất hiện nhu cầu và tìm cách để thỏa mãn nhu cầu. Tiến trình mà thiếu hụt, có nhu cầu và có cái ý muốn
thỏa mãn nhu cầu, con người ta sẽ đi tìm đối tượng để thỏa mãn nó. Và khi mà nhu cầu gặp đúng đối tượng thì nảy sinh động cơ thúc đẩy chủ thể hành động tác động vào đối tượng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Đó, vậy thì cái nhu cầu là một trong những yếu tố tạo ra lực. Tại sao chúng ta ngồi ở đây? Tại chúng ta có nhu cầu. Đó, nên chúng ta có cái động cơ, chúng ta có cái động lực chúng ta ngồi ở đây. Đó. Rồi, tuy nhiên cái động lực đó nó không có giống nhau ở mỗi người. Có người ngồi ở đây là vì bản thân của mình, có người ở đây là vì nhiều người khác, vì sự an lạc của nhiều người khác. Có người ngồi ở đây là tại vì sao? Là sư phụ biểu đi lên đây ngồi. À, nên là cũng là động lực, nhưng cái lực của nó ít, nó nhiều, nó mạnh, nó nặng, nó nhẹ, nó tùy thuộc vào cái đặc điểm riêng của mỗi người. Đó. Thì yếu tố đầu tiên đó là cái nhu cầu. Vậy bây giờ mình quan tâm đến cái nhu cầu nó có đặc điểm gì. Thứ nhất, nhu cầu nó rất là nhiều. Và Maslow ông nói rằng là gì? Nhu cầu của một con người nó giống như một chiếc thang. Muốn đi lên đỉnh của cái thang phải bắt đầu từ chân thang. Và việc thỏa mãn ở nhu cầu cấp cao hơn sẽ phụ thuộc vào việc thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu cấp thấp hơn. À, trước đó nếu mà không thỏa mãn được thì nhu cầu sau đó nó cũng sẽ rất là khó để thỏa mãn, hoặc là nó không thể hoàn thiện được. Và tại một thời điểm con người có rất nhiều nhu cầu, trong đó có một cái số nhu cầu là nó nổi trội và nó chi phối đến cái giai đoạn tâm lý ở thời điểm đó. Thứ hai, đặc điểm thứ hai là nhu cầu luôn luôn có đối tượng, có nghĩa là gì? Phải đi tìm đối tượng để thỏa mãn. À, thứ ba, việc thỏa mãn cái nhu cầu đó nó phụ thuộc vào cái phương tiện, vào trạng thái thiếu hụt và điều kiện thỏa mãn, nó quyết định cái yếu tố nội dung của nhu cầu. Đó. Và tiếp theo là nhu cầu có tính chu kỳ và cường độ tăng dần. Cái quy luật này rất là quan trọng, cái đặc điểm này rất quan trọng. Nhu cầu có tính chu kỳ và cường độ tăng dần. Một chu kỳ của nhu cầu bắt đầu bằng trạng thái thiếu hụt, thiếu dẫn đến nhu cầu, có nhu cầu. Có nhu cầu thì phải đi tìm đối tượng để thỏa mãn nhu cầu. Tìm đối tượng xong rồi thì gặp đúng đối tượng mới hình thành động cơ, thúc đẩy đối tượng, tạo ra lực, lôi đối tượng tới lôi cái chủ thể tới cái đối tượng đó, để mà tác động vào đối tượng đó để thỏa mãn nhu cầu của mình. Thỏa mãn được nhu cầu thì nảy sinh xúc cảm tích cực, còn nếu không thỏa mãn được nhu cầu nảy sinh xúc cảm tiêu cực. Tới đây một chu kỳ của nhu cầu chấm dứt, lập tức nảy sinh một chu kỳ mới với cường độ cao hơn được hình thành tiếp, và bắt đầu trạng thái thiếu hụt mới. Trên cơ sở cái trước đó có một trạng thái mới, lại con người ta lại thiếu hụt và đi tìm đối tượng tiếp để thỏa mãn nhu cầu. Cứ như thế kết thúc ở xúc cảm, rồi lại tiếp tục nảy sinh một nhu cầu mới với cường độ cao hơn nữa. Đó. Chúng ta nhớ lại đi, ngày xưa đầu tiên là mơ ước một chiếc xe đạp, biết đi xe đạp, mơ ước một chiếc xe đạp để đi học, để đạp đi với bạn. Rồi có xe đạp rồi, lại muốn xe đạp xịn hơn, chứ không ai muốn có xe đạp đó nữa. Muốn cái xe đạp xịn hơn rồi, có được rồi, nảy sinh xúc cảm tích cực rồi, là bây giờ muốn xe máy. Muốn cái xe máy rồi thì sau đó làm sao? Muốn cái xe máy tốt hơn. Muốn cái xe máy tốt hơn xong rồi là muốn xe hơi. Muốn xe hơi xong rồi là cũng muốn cái xe hơi tốt hơn. Mà có xe hơi xong rồi đi nó cũng kẹt đường dữ lắm. Bây giờ muốn đi máy bay chứ không muốn đi xe hơi nữa. Nhu cầu của con người có tính chu kỳ và cường độ tăng dần. Nhìn lại, quý vị sao thấy? Đầu tiên, mình chỉ mơ ước có một chỗ nào đó để ta túc, để mà có thể tu học thôi. Đúng không? Nhưng khi ở trong môi trường nó quá nhiều chuyện phức tạp, đau khổ đủ chuyện, lại bắt đầu mơ ước có một cái thất riêng, có một cơ ngơi riêng. Có một cơ ngơi riêng rồi thì lại gì nữa? Bây giờ muốn làm sao có cái thất cho nó gọn gàng, nó xinh đẹp, nó theo ý mình. Đúng không? Rồi có cái nhỏ nhỏ xong rồi bắt đầu sao? Phải làm lớn lên, phải tổ chức khóa tu, phải hoằng pháp, phải làm hoành tráng lên, tổ chức mấy trăm người lên, đủ thứ hoạt động lên. Rồi bắt đầu sao? Lại tiếp tục một cái trạng thái với cường độ cao hơn. Con người ta cứ chạy theo cái cường độ đó của nhu cầu. Hết chu kỳ này chấm dứt lại nảy sinh một chu kỳ mới. Đó. Và cứ như thế mà con người cứ chạy hoài. Đó. Đó nên là nhu cầu của tính chu kỳ và cường độ tăng dần là như vậy. Người ta ứng dụng cái này trong cái việc sản xuất ra các cái sản phẩm để bán, để mua bán, để kinh doanh. Quý vị thấy ngày xưa những cái sản phẩm ngày xưa nó rất là chất lượng, có đúng không? Người ta gọi là đồ là nồi đồng có đá, dùng thậm chí rất là lâu hư, lâu hỏng. Bây giờ máy tính quý vị mua một thời gian là đến hết hạn bảo hành là bắt đầu sẽ hư.
Tại sao? Người ta phải tính đến chuyện là quý vị dùng bao lâu và người ta phải dẹp cái sản phẩm đó, quý vị phải mua sản phẩm mới. Có nghĩa là sản phẩm đó dùng có thời hạn chứ không dùng lâu được. À, nếu mà dùng lâu bền quá, tốt quá thì quý vị có mua sản phẩm mới không? Không. Nên ngay cả khi người ta bán sản phẩm, người ta đã tính đến chuyện là làm sao cái sản phẩm đó nó đủ chất lượng đến giai đoạn đó. Hết giai đoạn đó rồi là phải quý vị bắt buộc phải mua cái mới. Và luôn liên tiếp người ta tạo ra các sản phẩm theo cái quy trình, cái tính chu kỳ của nhu cầu. Đầu tiên, điện thoại nó sẽ ra đời với cái mức đó là tối thiểu là nghe gọi. À, nghe được gọi được, nhắn tin được. Rồi bắt đầu thì sao? Dung lượng chứa nhiều hơn. À, rồi bắt đầu sao? Bấm bàn phím mỏi lắm. Bây giờ sao? Quẹt cho nó nhanh. Thì cảm ứng thông minh thì nó mới hiện đại. À, rồi bắt đầu mới cảm ứng. Cảm ứng xong rồi bắt đầu sao? Khống chế về dung lượng. À, bắt đầu khống chế về gì? Cái độ phân giải của ảnh. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ cho nó chứa ít thôi, để mai mốt là coi như là nó bán hết cái loạt sản phẩm đó, hút mớ tiền cái đã. Xong rồi là gì nữa? Ra sản phẩm mới. Cho mấy cái đứa mà nó có cái độ phân giải màn hình mà nó máy ảnh mà nó thấp á, nó chụp hình nó nhè, cái nó bực mình, xong cái nó phải bán cái đó đi để nó mua cái mới. Thế là mình ra cái bản phiên bản độ phân giải máy ảnh cao hơn, để mấy đứa nó tự sướng á, nó selfie đó, hoặc là nó phải bán cái đó đi. Đó, rồi bắt đầu sao? Phải bán, mua cái mới. Mua cái mới xong rồi thì sao? Hàng năm nó ra phiên bản mới để nó phủ định cái cũ đi, cho mấy đứa nó tức. À, tức nó phải mua chứ không là nó chịu không được. À, cứ như thế mà sao? Người ta moi tiền của mình, người ta moi lần lượt, người ta bóc túi mà mình không có biết. À, người ta bóc túi mình không có biết. Đó. Và cứ như thế liên tục nó bóc túi. Có những người nó tội nghiệp lắm. Người ta không có thiếu gì hết, người ta thiếu cái mới à. Nên là dẫn đến là điện thoại mà coi như là chưa ra là người ta phải đi xếp hàng ở nước ngoài, người ta phải xếp hàng cả ngày lẫn đêm vậy đó, chờ đợi để mà nó ra, xong rồi mới lấy mua cái mới về để thể hiện cái bản ngã của mình. À, thể hiện cái mới của mình được sở hữu cái đó. Đó, và cứ như thế mà người ta buôn bán, người ta phát triển. Nên bây giờ ai ngày nào cũng phải đi học. À, đi ở ngoài trú là phải đổ xăng, phải chạy, thì cũng muốn là đổ nước lạnh cho nó đỡ tốn. Nhưng mà đổ nước lạnh được rồi thì người ta phá sản hết sao? Nên là người ta cũng không thể nào người ta để một cái sự phá sản đó diễn ra. Người ta phải để đó, người ta phải xăng dầu, người ta phải khai thác, người ta phải buôn bán, người ta phải lấy hết tiền bạc của mình, xong rồi bắt đầu sao? Người ta mới tạo ra sản phẩm mới, nó phá nguyên cái đám cũ, bỏ hết cái đó, xong bắt đầu tạo ra động cơ mới anh chị. Chạy nước lạnh. À, chạy nước lạnh nó cũng mệt. Ít bữa nó là người ta chế tạo ra cái loại đó là gì? Cắm điện cho chạy. À, ô tô điện. À, rồi ô tô điện xong rồi bắt đầu sao? Rồi lái cũng mệt lắm. Để cho nó tự lái luôn. Mình leo lên đi thôi, không có lái gì hết á. Mệt. Đã, nên cứ như thế con người ta cứ moi liên tục. Đó là cái tính chu kỳ của nhu cầu. Và nếu như mà mình không quay về, mình không có quan sát mình á, rồi mình cũng chính mình bị chi phối bởi quy luật này. À, ngày xưa có những cái vị mà thầy nói với quý vị là có những cái giai đoạn mà thầy có những cái đồng hành với một số vị mà nó cực khổ đến mức mà gọi là cái thời điểm mà tu mà mấy cái khóa trước có những vị là không có ăn luôn á, không sống nổi luôn á, đi ăn là phải đi hái rau dại ăn luôn đó trong cái thời điểm đó. Và cho đến sau đó thì quý vị biết là bắt đầu mơ ước có một cái thất, bắt đầu có cái thất xong rồi bắt đầu lớn dần, hoành tráng lên, có cái miếng đất lớn hơn, bắt đầu muốn tổ chức khóa tu, bắt đầu mua rộng ra, làm lớn lên. Rồi bây giờ có miếng đất cực kỳ lớn, bắt đầu mơ ước một cái chùa lớn. Thầy nói không biết khi nào dừng lại nữa. Đó. Nên là đôi khi đời mình chỉ cần một chỗ để mà ở vậy thôi, tối về ngủ vậy thôi. Chứ ví dụ như bản thân thầy đi chẳng hạn, đi cả ngày chứ có lúc nào về tối, nhiều khi 10 giờ đêm mới về. 10 giờ 11 giờ mới giờ tới nhà làm việc tới nhiều khi 1 giờ 2 giờ, xong nằm xuống ngủ, sáng hôm sau sáng sớm ngóc cái đầu dậy đi nữa rồi. Thực ra cái chỗ mình ở, mình mua được cái nhà là cả một cái tài sản. Mua cái nhà xong rồi cũng có ở nó bao lâu ngày trên ngày đâu. Vậy nên mà cũng ráng mua cho nó lớn. Mua lớn xong rồi bắt đầu sao? Bỏ công ra dọn dẹp bày trí sắp xếp, lau dọn bụi bặm đủ thứ hết. Mình hành hạ mình nó mệt cuộc đời lắm. Nên riết cái thầy nói cái đầu thầy cũng rảnh, thầy quan tâm tới nó nữa. Thôi cho nó trụi luôn cho khỏi mất công. Mỗi lần mà đi
làm gì sáng ra dậy ngủ dậy xong rồi là tắm tắm cái xong lau cái mặc đồ đi khỏi còn phải chải đầu cho đời mệt đủ thứ chuyện mệt lắm, làm một phát trụi luôn cho nó xong khỏi mất công. Mà mấy bữa rày tính đi cạo nữa rồi mà bây giờ chưa có thời gian đi luôn à. Hả? Ví dụ như sáng nay, ví dụ như là ngày hôm qua, sáng hôm qua thì dạy bên đào tạo từ xa là buổi sáng. Buổi sáng xong trưa là ông cậu của bà xã mất, mà chạy qua bên chỗ ông cậu, đám tang của ông cậu. Bữa hôm nay đưa tang nè, nhưng mà hôm nay là nguyên ngày nó bận cũng đi được luôn. Thì qua đám tang xong là cái là chiều phải về nhà là có một vị học trò ở khóa 9 từ Nha Trang vô. Thì là thăm. Thế là tối hôm qua uống trà nói chuyện tới khuya, hai thầy trò nói chuyện tới khuya, đàm đạo tới khuya xong rồi cái là sáng dậy, dậy xong rồi cái là lên văn phòng làm hai ca bệnh. Hai ca bệnh xong cái lên xe chạy đến đây. Lên đây xong chiều chạy về tới chỗ văn phòng là khoảng 6 giờ, 6 rưỡi là bắt đầu khai giảng cái khóa thiền mới. À, rồi cái dạy thiền tới khoảng cỡ, hướng dẫn thiền tới khoảng cỡ 9 giờ rưỡi cái chạy về nhà. Về nhà xong cái là tắm rửa làm gì, cái chấm bài làm gì đó xíu cái là ngủ. Sáng hôm sau lại tiếp tục như thế, nó đâu có thời gian đâu. Thầy nói điện thoại, thầy cũng có thời gian nghe à, đừng thôi. Nên là thật ra mình cái nhà của mình sắm vậy chứ nhiều khi mình ở cũng bao nhiêu nữa. À, đừng nói là chuyện bây giờ là mình phải làm một cái chùa cho nó hoành tráng ra rồi xong bắt đầu thì đau khổ với cái hoành tráng đó. Rồi mình gắn với nó đủ thứ trong đó hết. Đã, nhưng mà nhiều người cũng ngộ lắm, cũng phải có cho được, cũng có không được. Phải có chứ có không có không được. Nên nếu mà một khi mình biết đủ á, thì coi như là nó khỏe lắm, nó không có còn phải nặng nề nữa. Ngày xưa mà cái khóa bắt đầu từ cái khóa 7, khóa 8, lúc mà ở thầy còn ở quận 12, thì coi như là mấy thầy mấy sư xuống nhà chơi xong nói thầy bây giờ làm sao chứ chắc phải cầu nguyện cho thầy có cái nhà lớn lớn chứ thầy cái nhà thầy chật quá. Thì xong rồi có cái nhà lớn hơn rồi thì ở cái nhà nhỏ thì nó mình muốn cái nhà lớn, ở cái nhà lớn xong rồi mới thấy cái khổ của cái nhà lớn là coi như dọn suốt ăn suốt ngày, dọn đi làm rồi cuối tuần nhà dọn nhà. Thì giờ nó rộng quá, bây giờ làm sao mà nó rộng quá là cái bắt đầu người nhà ở không có chịu mà gọn gàng là cứ nó văng ra mình đi dọn, cuối tuần đi làm xong ở nhà dọn riết xong rồi cho đến thời điểm là thầy nói, thầy biết trước là thầy mất nhà, thầy nói năm nay thế nào cũng mất tài sản mà biết mất từ đâu, biết tạ chả biết là mất cái gì mà chắc chắn là thế nào cũng mất tài sản à, biết trước luôn. Nhưng mà sau đó là không ngờ là mất một cách rất tự nhiên, à, tự mình buông chứ không phải mất gì hết, mình không có giành giật gì hết, thả hết luôn, buông luôn, đi cái tay không, ra ngoài ở mấy năm, đi ở nhà trọ 2-3 năm, à, tức là nhà cửa có rồi đó, rồi đi ra ngoài ở, giao hết, ai không làm thì đó làm, ai không ở ở, không có ở nữa, à, đi ra ngoài ở, đi ra ngoài thuê nhà ở, à, mấy năm trời xong rồi là cái đến lúc nó có nhà thì nó tự nó có nhà, đó là bắt đầu mua nhà rồi bây giờ mua nhỏ nhỏ thôi để mà về dọn, đâu còn sức ở đâu về mà dọn, mua nhỏ nhỏ thôi dọn cho nó khỏe. Đó là cho một chỗ ngủ được rồi, một chỗ uống trà, đọc sách, hành thiền được rồi. Rồi thôi vậy thôi, khỏi mất công phải làm cho nó nhiều hết. Đúng không? Đó, nên là nhiều khi, đôi khi mình chưa có thì mình muốn. Nhưng mình có rồi thì mình thấy nó tầm thường lắm. Nó không có cái gì hết trơn á. Phấn đấu cho được cái mình muốn. Được cái mình muốn rồi thấy nó cũng tầm thường. Nên hạnh phúc thực sự là cái con đường, chứ không phải đích đến. Cái con đường mà mình phấn tớ, mình đang đi đến á, thực sự lúc đó là cái đang là nó mới hạnh phúc. Còn khi có rồi thấy nó tầm thường rồi lại tiếp tục đi muốn cái mới. Nên trong nhà mình nó có cái khái niệm là thiểu dục tri túc rất là hay. Có nghĩa là bớt cái ham muốn lại và biết đủ thì đời nó là nhẹ nhàng, thoải mái. Khỏi cần phải đau khổ với những cái mong cầu và nhu cầu của mình. Và cuộc sống này nó chi phối bởi cái yếu tố nhu cầu này. Và người ta chạy theo nhu cầu. Và đủ hết. Và căn cứ trên này mà người ta kinh doanh. Nên là người ta kinh doanh người ta cũng nhắm lắm, đúng không? Người ta dự đoán cái nhu cầu này nó bão hòa rồi đó. Có nghĩa là bây giờ người ta không muốn nữa, người ta không có nhu cầu nữa thì người ta không kinh doanh. Mà người ta phải kinh doanh cái nào mà nó nổi trội và nó phải nhiều á, nó chiếm tỷ lệ rất là nhiều. Ví dụ quần áo ai cũng phải mặc, đúng không? Đâu có ai không mặc đồ đâu. Cái đó người ta tập trung vào cái đó. Rồi lương thực ai cũng phải ăn, sữa trẻ nhỏ uống, người lớn cũng muốn, ai cũng muốn, người bệnh cũng muốn, đó, vân vân. Những cái sản phẩm đó người ta căn cứ vào cái nhu cầu mà người ta cùng, cái hiện tượng cung cầu đó nó dẫn đến cái nền kinh tế nó phát triển, đó, thì cũng căn cứ trên cái nhu cầu này, không? Rồi.
nhu cầu nó chịu sự chi phối của cái ý thức và có bản chất là xã hội. Có nghĩa là gì? Đôi khi con người ta dùng cái ý thức, con người ta có thể ức chế nhu cầu. Thậm chí con người ta không cho cái nhu cầu đó nó phát triển luôn kìa. Không cho cái nhu cầu đó phát triển luôn. Nhường cho một số các nhu cầu khác. Và ý thức nó có thể làm được chuyện đó. Và ở trong mỗi cái xã hội khác nhau thì cái nhu cầu của nó sẽ khác nhau. Nó không có giống nhau. Nó ảnh hưởng bởi cái quan niệm, cái đời sống của xã hội đó. Nên chúng ta thấy là ở đất nước mình nó sẽ khác. Nhưng quý vị mà vị nào mà qua Bhutan rồi, quý vị có thấy khác không? Khác. Nó không có giống nhau. Một trong những cái quốc gia mà nó cái chỉ số hạnh phúc nó tương đối cao á, Bhutan. Thì nhu cầu của con người ta nó đơn giản cho nó không giống mình. Vậy thì cái nhu cầu này nó mang có cái yếu tố, nó mang cái bản chất của cái xã hội đó nữa. Nhu cầu có mối quan hệ mật thiết với cảm xúc, bắt đầu bằng trạng thái thiếu hụt và kết thúc bằng cái cảm xúc, cái xúc cảm. Và cứ như thế mà nó có mối liên hệ mật thiết với nhau, cái bên cái nhân và cái quả. Và cứ như thế nó theo cái quy trình và nó lặp đi lặp lại. Và cuối cùng là nhu cầu nó chi phối đến toàn bộ cái đời sống tâm lý của con người. Và nếu không ta thấy được ra điều này thì coi chừng mình bị đau khổ bởi chính cái nhu cầu của mình. Nên quý vị thấy, bây giờ quý vị thấy không? Các nhà sản xuất họ rất là khôn khéo trong cái việc đó là họ tập nhiễm cái nhu cầu của con người. Những đứa trẻ hầu hết rất thích xem quảng cáo, đúng không? Và người ta tạo ra những cái đoạn clip quảng cáo đánh vào cái tâm lý, cái sở thích của những đứa trẻ. Nên trẻ tới thần quảng cáo là rất thích coi. Và coi tập nhiễm liên tục như thế. Và cho đến một ngày vào siêu thị thì chỉ có Omo, Comfort, bóc bỏ, vô xe, vô giỏ. Từ đâu mà ra? Từ tập nhiễm. Từ nhỏ nó đã chứng kiến cái đó và nó đã phải mặc định trong tâm trí của nó như vậy rồi. Đó. Rồi. Cái này là cái hệ thống thang bậc nhu cầu theo quan điểm của Maslow. Và có 5 bậc. Ông cho rằng nó có 5 bậc. Cái bậc đầu tiên đó là nhu cầu sinh học, hay còn gọi là những nhu cầu mang tính bản năng. Những nhu cầu sinh học này nó bao gồm cái việc là hơi thở, ngủ, nước uống, thức ăn, tình dục, v.v. Những cái nhu cầu mang tính bản năng cơ bản nhất đảm bảo cho sự tồn tại của một con người thì nó nằm ở cái bậc thấp nhất. Nhưng mà không có những cái này con người ta không tồn tại được. Con người ta không tồn tại được. Thở vô mà không thở ra là xong đời rồi. Đúng không? Mất ngủ là cũng không ổn rồi. Đúng không? Thiếu nước uống, thức ăn. Nó cũng ảnh hưởng đến rồi. Vậy thì nếu thiếu hụt, không thỏa mãn được những cái nhu cầu ở cái bậc dưới cùng. Muốn đi lên đỉnh chiếc thang phải bắt đầu từ chân thang. Mà chân thang mà bị hỏng rồi thì leo lên trên leo không có được. Hoặc leo được thì cũng rất là khó khăn. Và nó không có đầy đủ. Ở cái bậc thứ hai đó là cái bậc về cái nhu cầu an toàn, bao gồm an toàn về cơ thể, an toàn về sức khỏe, an toàn về các cái nguồn lực, về tài chính, an toàn về cái công việc, việc làm, an toàn về tài sản ở trong gia đình của mình. Chính cái bậc thang nhu cầu an toàn này nó dẫn đến cái ngành gọi là cái ngành bảo hiểm á, nó ra đời. Người ta bán bảo hiểm, mua bảo hiểm để làm chi? Phòng bắt cắt. Phòng bắt cắt là lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì coi như là có bảo hiểm lo. Không, đó thì người ta đánh vào cái nhu cầu an toàn. Ai cũng có cái nhu cầu này hết. Không, vì cái này là gì? Cái thuộc về bản năng, thuộc về bản năng. Những cái nhu cầu này nó thuộc về cái sự tồn tại của cái cơ thể và tâm trí. Đó. Tương lai người ta sẽ bán cái bảo hiểm, mới có bán bảo hiểm về bệnh tật, về cơ thể thôi. Ít bữa nữa người ta sẽ chế, người ta sẽ bán đến cái bảo hiểm hôn nhân chẳng hạn, bán bảo hiểm về tâm lý chẳng hạn. Đó có nghĩa là bảo đảm là trong khoảng thời gian đó bao lâu, bảo hành bao lâu. Đó, cái đó là một trong những cái ý tưởng mà người ta đã nói với thầy làm đấy. Thầy nói đứa nào mà là làm bảo hiểm hôn nhân chứ thầy nói thầy không dám làm cái đó có nguy cơ lỗ rất là cao. Nó là bán bảo hiểm mà có thể tạo ra các loại hình bảo hiểm mình bán cho cái người có nhu cầu. Rồi cái loại thứ ba là nhu cầu về xã hội, hay còn gọi là nhu cầu yêu, hoặc là thuộc về một ai đó, yêu và thuộc về đó, gồm cái gì? Là có bạn bè,
có bạn thân, có gia đình và có những mối quan hệ thân tình. Đây cũng là một cái nhu cầu về mặt xã hội, tương tác xã hội, ai cũng có cả. Đó. Và người ta căn cứ vào cái nhu cầu này mà bắt đầu chúng ta thấy trong cái xã hội hiện đại á, thì con người ta không có còn cái điều kiện để mà tiếp xúc trực tiếp nữa. Và các dịch vụ gọi là môi giới hôn nhân rồi bạn bè này kia bắt đầu nó sẽ xuất hiện để nó kết nối con người lại với nhau. Bây giờ là chỉ còn có ngồi trước cái bàn phím mà gõ cọc cọc cọc, chứ còn không có trực tiếp gặp nhau nữa. Nên là bắt đầu các cái loại hình về các cái nhu cầu ở cái bậc này tương lai nó sẽ nảy sinh. Cái bậc cao hơn, bậc thứ tư, đó là nhu cầu tôn trọng, được người khác tôn trọng và tôn trọng chính mình, nhu cầu tự trọng. Và cuối cùng là nhu cầu thể hiện toàn bộ cái tiềm năng của bản thân. Không, nó một cách dễ hiểu là bản chất của nó là nhu cầu thể hiện cái bản ngã. Thể hiện bản ngã. Đó là toàn bộ cái hệ thống thang bậc nhu cầu về năm bậc của Maslow. Và Maslow nói rằng là gì? Nhân cách của một người do cái hệ thống này nó ảnh hưởng, nó chi phối. Có người họ chỉ quan tâm đến yếu tố an toàn. Có người họ rất là quan tâm đến cái nhu cầu là xã hội, nhu cầu yêu thương và thuộc về một ai đó. Có người lại họ lại quan tâm đến cái nhu cầu được tôn trọng. Có người liên quan rất là quan tâm đến cái những cái nhu cầu về mặt sinh học. Và cái nào chi phối nhiều đến đời sống của họ thì nhân cách của họ bị chi phối bởi cái thang bậc nhu cầu đó. Vì vậy nên khi tương tác với một người, người ta khám phá ra được rằng là cái người đó bị chi phối bởi cái nào đang chi phối họ, và đặc điểm tâm lý của họ là do cái hệ thống thang bậc nhu cầu này nó tác động. Rồi, cái đó là cái nhu cầu. Bây giờ cái thứ hai là cái hứng thú. Không biết nãy giờ nói quý vị có nắm được không? Nãy giờ nói quá trời mà thấy bây giờ bắt đầu là ngáp 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 ngủ ngủ à. Bắt đầu ngáp và ngủ rồi. Có ai thắc mắc gì về những cái gì nãy giờ nói không? Ai thắc mắc, có ai hỏi cái gì không? Có thầy cô nào hỏi không? Có ai phản đối không? Vấn đề thứ hai là vấn đề hứng thú. Khi con người ta có nhu cầu, con người ta có động lực. Khi con người ta có hứng thú, con người ta mới có động lực. Đúng không? Có nhiều người có hứng thú với mưa, nên bây giờ dầm mưa thì coi như là vui lắm, hay là coi như thích đi trong mưa, thích bị mưa ướt vậy đó. Thì hứng thú thì nó mới lạ, nó mới có động lực nó đi. Chứ còn nếu mà không có hứng thú là nó không có động lực. Đó. Một số người thì có hứng thú về học tập thì có động lực để học. Vậy thì cái hứng thú là cái thái độ đặc biệt của mình đối với cái đối tượng nào đó mà nó mang lại cái rung cảm cho mình, thì lúc đó mình có động lực. Và cái hứng thú này nếu mà nó phát triển một cách quá mức, nó sẽ dẫn đến cái đam mê. Một số vị thì coi như là hứng thú là cái gì? Trồng lan, chơi lan, nên nhà chùa là nguyên một cái vườn lan rất là nhiều, ở suốt ngày chăm lan không à. Còn có một số thì hứng thú thư pháp, nên suốt ngày luyện chữ, viết thư pháp. Nhiều lắm. Thì cái hứng thú là yếu tố thứ hai tạo nên động lực. Lý tưởng cũng là yếu tố tạo nên động lực. Khi con người ta có lý tưởng, con người ta hy sinh vì cái lý tưởng đó, con người ta dấn thân vì cái lý tưởng đó, là cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là thế giới quan. Cái quan điểm của mình về cái thế giới, về bản thân mình trong cái thế giới đó, nó cũng tạo nên cái động lực cho mình trong cái đời sống. Cái này nó thể hiện rõ lắm. Bây giờ mà nói là tu là coi như là phải mai mốt về một cái nơi nào đó rất là sướng thì người ta mới tu, chứ giờ nói tu xong là ít bữa nó về một cái cảnh giới mà không có cái gì gọi là ràng buộc hết. Nói chung là chả có gì cả và cũng chả có ai hết. Nó nghe xong cái nó thôi cho em nghỉ, em xin em tu đâu. Phải không? Cái thế giới quan nó quan trọng lắm. Đúng không? Cái cách nhìn nhận của mình. Ví dụ, có người họ cho rằng là cái gì? Đời này là khổ mà, nên là hết đời là bể khổ, mà hết khổ là hết đời luôn. Đằng nào cũng khổ. Và người ta bi quan với cái quan điểm đó.
Tuy nhiên cái quan điểm của mình, cái Đức Phật ngài nói về tứ đế nó không phải là khổ và coi như chết trong cái khổ mà bị lụy với cái khổ đâu. Thấy cái khổ và là không còn cái khổ nó chi phối nữa, chứ không phải là bi quan với cái khổ. Nên người ta không hiểu thì người ta hiểu thêm một cái tư tưởng của người ta dẫn đến là gì, cái thế giới quan của người ta nó tiêu cực và dẫn cái đời đến đời sống của người ta tiêu cực. Nên cái thế giới quan nó quan trọng với một người lắm. Cách nhìn nhận mà tiêu cực nặng nề quá, có nhiều người là quá nhiều đau khổ nên cuối cùng khái quát và kết luận một điều: thế giới này đầy rẫy tội ác và tội lỗi, xấu xa, chả có gì tốt đẹp. Không, là coi như đời người đó thấy khổ liền á. Thì chỉ cần kết luận câu đó là biết cả đời khổ luôn rồi đó, và không vượt qua nổi luôn rồi đó. Vậy thì cái quan điểm của họ về cái thế giới, về bản thân họ trong cái tương tác với thế giới đó, nó hình thành nên cái thế giới quan, và cái này nó chi phối đến cái động lực của người nó có động lực hay không. Thôi được rồi, mình giải lao, lát mình vô mình nói tới mấy cái khác.